Lan, xin chào các bạn. Nguyên cũng có một thắc mắc là ở cái khái niệm sức khỏe. Sức khỏe, cái mặt bên trái của một ngôi nhà thì sức khỏe là sức khỏe gì và nó bao gồm những yếu tố nào? Thì Nguyên cũng đặt cái nghi vấn, và trong cái khóa thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui, Nguyên đã được trả lời một cách nó rõ ràng chi tiết. Thì hôm nay trong video này, Nguyên sẽ liệt kê để chúng ta cùng nhau tìm hiểu được là về yếu tố sức khỏe thì bao gồm những cái mặt nào nhé. Đầu tiên, sức khỏe sẽ bao gồm sức khỏe thể chất nè, sức khỏe xã hội và sức khỏe tinh thần. Gần đây cũng đã có một cái phong trào là một số huấn luyện viên cuộc sống Life Coach hướng dẫn chúng ta về sức khỏe tinh thần. Còn sức khỏe thể chất là thường chúng ta đã được biết, và đây là sức khỏe xã hội. Đầu tiên, ở khái niệm sức khỏe thể chất thì chúng ta sẽ được đo lường bằng sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ. Đây là những cao nhân chỉ điểm Nguyên chia sẻ lại cho chúng ta để chúng ta có được một cái góc nhìn, để trên cái hành trình chúng ta rèn luyện sức khỏe của mình, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ phải rèn luyện cả ba mặt, về sức khỏe thể chất nè, về sức khỏe tinh thần và về sức khỏe xã hội. Về sức khỏe thể chất thì có sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ. Sức mạnh là mình mạnh giống như là việc mình nâng tạ. Sức bền là chạy bền để chúng ta làm việc ngày ngày đêm đêm chúng ta không mệt. Còn đúng là mạnh thiệt, nhưng mà qua chừng nửa tiếng, 30 phút làm việc thì 1-2 tiếng là sụt, là hết năng lượng, thì người này không thể nào đi đường dài được. Dẻo dai sẽ có những trường hợp chúng ta phải uống mình như này, thể hiện sự dẻo dai của mình. Sự thăng bằng cũng như là sự tốc độ ở một vài cái yếu tố, ở một vài cái tình huống chúng ta cần sự thăng bằng, một vài tình huống chúng ta cần tốc độ, thì đó chính là năm yếu tố về mặt thể chất. Còn về sức khỏe tinh thần, trân trọng biết ơn ở chữ tình, bao dung ở chữ tánh và ăn vui ở chữ tâm. Đây chính là một trong các khía cạnh giàu tâm thái. Giàu tâm thái là trân trọng biết ơn ở chữ tình, bao dung ở chữ tánh và ăn vui ở chữ tâm. Thì nếu như chúng ta xây dựng sức khỏe tinh thần là chúng ta sẽ có cảm giác lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng bao dung tha thứ cho mọi người, ghi nhận những điều tốt đẹp mà người làm cho ta, làm lớn lên những giá trị tốt đẹp, thì những giá trị không tốt, những giá trị tiêu cực nó sẽ càng lúc càng yếu dần. Và chúng ta luôn luôn trân trọng biết ơn mọi thứ, những điều xảy ra xung quanh chúng ta. Còn về sức khỏe xã hội, sức khỏe xã hội là sức khỏe trong các mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta có được nhiều người cảm giác chúng ta là thân thiết với họ hay không, hay là họ thân thiết với ta. Chúng ta có được nhiều người tin tưởng hay không, và chúng ta có nhận được nhiều sự quý mến hay không. Đó chính là sức khỏe về mặt xã hội. Nếu như chúng ta là một người an vui, là một người bao dung, là một người trân trọng biết ơn, thì khả năng lớn chúng ta sẽ nhận được nhiều sự quý mến, nhiều sự tin tưởng, nhiều sự thân thiết từ mọi người. Còn nếu như chúng ta đã có sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội chưa tốt, thì có thể đâu đó chúng ta đang thiếu cái mặt kết nối mối quan hệ, bằng cách là làm giàu lên những cái nhân cách như vui vẻ, niềm tin, hy vọng, trân trọng biết ơn, yêu thương, khiêm tốn, chân thật. Chỉ cần chúng ta làm giàu lên những cái giá trị nhân cách này thì tự động mối quan hệ chúng ta tăng, và sức khỏe về mặt xã hội chúng ta sẽ tăng lên. Chúng ta sẽ có được nhiều người cảm giác chúng ta là thân thiết, chúng ta sẽ nhận được nhiều sự quý mến, sự tin tưởng. Mọi người chỉ mua hàng ở những người họ tin. Cho nên trong những yếu tố này là làm giàu lên sức khỏe xã hội, thì chúng ta cũng sẽ làm giàu lên cái chỉ vật chất của chúng ta. Vừa qua chính là cái sự chia sẻ của Nguyên về yếu tố sức khỏe. Nhắc lại nha, sức khỏe sẽ phân chia thành sức khỏe thể chất nè, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội. Sức khỏe thể chất bao gồm là sức mạnh, sức bền, sự dẻo dai, tốc độ và thăng bằng. Ở sức khỏe về mặt tinh thần thì sẽ có là an vui, bao dung, trân trọng biết ơn. Ở sức khỏe xã hội thì chúng ta sẽ có sự thân thiết, sự tin tưởng và sự quý mến. Đây chính là bao hàm khi chúng ta làm rộng điều này, thì các mặt bên trái, các tường bên trái của ngôi nhà chúng ta nó sẽ được vững và nó sẽ được cao. Và trong các video tiếp theo, tiếp tục hành trình cùng Nguyên, chúng ta biết được cái lộ trình nâng tầm nhận thức bản thân để chúng ta dần dần thoát xác con người chúng ta, vượt qua những cái hạn chế từ nhận thức, đưa con người ta lên một tầm cao mới để có thể xây dựng sự hạnh phúc, sự thành công, thịnh vượng nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Nguyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.